Vâng, một trận ZVZ, hai Z của chúng ta, một là Erezun, hai là Vikenor. Vikenor xuất phát ở góc dưới bên tay phải với vai trò là Z màu đỏ. Còn Z màu xanh của chúng ta là Erezun ở góc trên bên tay trái. Hai bên đều đã gửi overload đầu tiên. Có lẽ là bay thẳng sang nhà đối phương rồi. Và không có xích pun nào cả, thưa các bạn, không có ad pun luôn. Vâng, hai bên với đường bay khá là giống nhau, đang chuẩn bị bay chéo nhau và có lẽ sẽ bay thẳng đến mỏ hai của đối phương chứ không phải là bay đến main base. Và con overlord thứ hai thì lựa chọn đường hàng không của con overlord này lại có sự khác biệt giữa hai player. Anh nào đã ăn ga trước, như vậy là rất có thể là anh ấy sẽ có speedling rất là sớm. Còn từ phía mình thì Erezun đã đặt spawning pool trước, chứ không phải là một ga trước như là Vikenor. Và liệu đây là một pha bên link burst hay là chỉ là một speedling rồi expand mà thôi. Như vậy là Hatchery được đặt xuống cho Erezun. Không biết anh ấy có phát hiện ra đối phương ăn gai hay không. Nếu không phát hiện ra thì Speedling rất có thể sẽ phá tan cái Hatchery này. Chúng ta cùng đợi xem. Vâng, như vậy là chỉ còn một drone khai thác ga mà thôi. Từ phía mình thì Erezun thậm chí còn chưa có nhà extractor nào cả, và anh ấy đã xây một spy crawler ở gần đường nối giữa hai bay của mình. Như vậy là đã có bốn rác linh đầu tiên cho Erezun và sáu rác linh cho Nau, và Nau thì anh ấy bây giờ anh ấy mới expand. Vâng, Queen đang lao ra ngoài khá sớm. Theo tôi thấy là cả cái Spycrawler này nữa. Hiện là cái Spycrawler chưa cắm xuống và khi di chuyển như này thì có vẻ như sẽ không bị mất máu khi ở ngoài creep. Jack Link sẽ chuẩn bị của Nau, có lẽ sẽ có speed. Sắp có speed rồi, liệu có một pha rambai vào trong main bay hay không? Nhưng ở trong cũng đã có một Queen để defend. Hiện giờ thì hai bên vẫn đang drone up với speed link sớm như này thì anh Nau cũng chưa có ý đồ tấn công vào Hatchery mà sẽ không phá run by. Vâng, Zerglink hai bên giao chiến rồi và Zerglink của vâng Erezun đã rất khéo léo lùi ra ngoài. Bên link net đã được xây cho Erezun và bốn con Zerglink này đang cố gắng phá cái bên link net này, nhưng Queen đã lao ra phòng thủ rồi. Với tầm bắn 5 thì việc defend Jack Link như này sẽ dễ dàng hơn rất nhiều trong một match up ZVZ. Vâng, nhưng Speed Link trên clip chạy rất nhanh. Anh ấy đã tiêu diệt được hai con drone. Chúng ta cùng check qua lượng drone thì có vẻ hai bên đang khá cân bằng. Bây giờ một Spycrawler sẽ được đặt xuống cho Nau ở mỏ 2 và bên link net của anh Nau sắp hoàn thành. Còn cái bên link net của Erezun đã hoàn thành nhưng hiện giờ anh ấy vẫn chưa có Jack Link cho mình để vẫn chưa hóa con bên link nào. Đã có 6 Jack Link ở đây.
Nabuga mỏ 2. Ở main bay thì anh Nau cũng đã upgrade lên Hatchery lên le và đã ăn tiếp gà ở main bay rồi. Một nhà Rose Warren cho Erezun, anh ấy cũng đã up le và cũng đã bắt đầu ăn lấy 3 gà cho mình. Vâng, vừa xong một con Overlord đặt ở vị trí nhà của Nau đã của Erezun. Con Overlord của Erezun đã bị tiêu diệt sau khi Overlord lấy sai cho Queen. Speed cho Rosh được Erezun bắt đầu. Giờ anh ấy đang bị supply kép. Speed upgrade cũng cho cả Zergling cũng đang được nâng. Một Overseer Nau đem vào scout, đã kịp thả một chiến linh hóa thành Zergling rồi, không biết Erezum phát hiện ra hay không. Overseer bay rất nhanh, mỏ 3 hoàn toàn đặt xuống nhưng không có gì bảo vệ và có lẽ sẽ phải cancel trước 6 con Zergling này. Không, nhưng 6 con Zergling của Erezum đã lao ra bảo vệ nhưng anh ấy lại cancel đi rồi. Có lẽ anh ấy sẽ đặt lại xuống ngay bây giờ. Hai bên như vậy là mỏ 3 của Nau sẽ hoàn thành sớm hơn. Nhưng số lượng Zergling khổng lồ đang lao vào về hướng mỏ 3 của Nau, không biết anh ấy có liệu có đủ để phòng thủ hay không. Anh có rất nhiều Zergling. Ồ không, nhưng có lẽ là quá ít để defend cái mỏ 3 này. Vâng. Rất khéo léo. Anh ấy để một ít Zergling để phá mỏ còn nửa lao ra tấn công Zergling của Nau. Vâng, như vậy là chắc chắn là cái mỏ này sẽ được. Hai bên đều đã bị deny mỏ 3 và Erizun đã đặt lại xuống mỏ 3 cho mình. Zergling của Hồ Không, như vậy là có vẻ như là Nau đã lên Mutalisk. Với Rose Warren như thế này không, có lẽ chỉ còn Queen để phòng thủ mà thôi. À, tuy nhiên đã có Spore Crawler ở đây. Tuy nhiên là những vị trí nhà công trình quan trọng như thế này thì chỉ có Queen mà thôi. Với Muta như thế này thì có lẽ Nau sẽ kiểm soát hoàn toàn bản đồ ngay bây giờ và có thể sẽ tiêu diệt được rất nhiều Overlord. Nhưng một lần nữa Zergling lao vào mỏ 3 và nhưng bây giờ đã có Rosh để defend. Thêm Spore Crawler được xây ở main base và một Infestation Pit ở mỏ 2. Vâng, ở đây vị trí này đã có một Spore và đã có Queen ở đây. Vâng, như vậy là anh ấy quyết định lao vào mặc cho hai cái Spore bắn. Chúng ta quyết định focus và tiêu diệt drone. Có lẽ là Spore thành công có lẽ không gây được nhiều thiệt hại cho lắm nên Muta đang cố gắng focus và đã tiêu diệt một Spore Crawler rồi. Một Spore nữa đang được xây, một Spore nữa đang được chôn xuống. Tuy nhiên Rosh đã tấn công đến mỏ 2 của Pekenau rồi và không có gì phòng thủ cho anh ấy cả. Tuy nhiên là có 5 Muta ở đây. Vâng, 5 Muta không, Rosh không thể làm gì được Muta cả. Okay. Có lẽ điều anh ấy cần làm là phá cái Cherry này. Vâng, và chắc chắn sẽ phá được rồi. Thành công bước đầu cho Erezun và anh ấy đã có mỏ 3 cho mình. Mỏ 3 của Nau một lần nữa có lẽ sẽ bị deny với đống Zergling này chăng? Ồ, không được rồi. Muta rất kịp thời cùng Zergling tiêu diệt được rồi. Nhưng mà cái Hatchery này chỉ còn có hơn 200 máu. Và chỉ cần một đợt Zergling nữa thôi thì có lẽ sẽ bị mỏ 3 này sẽ bị phá ngay. Chúng ta cùng check qua lượng income thì hai bên vẫn đang khá cân bằng. Nau xây lại mỏ 2 cho mình. Muta đang lao vào mỏ 3. Vâng, rất nhiều Muta, số lượng Muta lên đến 13 con và tiêu diệt Spore Crawler rất nhanh. Và theo tôi thấy thì giờ thì điều Erezum cần bây giờ có lẽ là Infester để có thể defend Muta hoặc là Hydra chăng? Chúng ta
sẽ cùng xem anh đối phó như thế nào. Còn nếu tiếp tục, anh ấy đã hoàn thành cái upgrade energy cho investor rồi nhưng vẫn chưa có investor nào được xây. Gà của Erezu đang chứa rất nhiều. Vâng, 9 investor đã được bắt đầu xây ra rồi. Mỏ ba cuối cùng của nào cuối cùng đã bị phá. Hai bên tiếp tục đánh hai bay với nhau. Thời gian tồn tại của mỏ ba của Erezu không lâu. Vâng, đúng như tôi nói thì bây giờ thì Vivianong bắt đầu đi dọn dẹp Overlord trên bản đồ và quyền kiểm soát map. Rồi nó bây giờ thực sự là quyền kiểm soát hoàn toàn thực sự của anh ấy. Mỏ 3 Viganov đã xây lại. Với kiểm soát bản đồ như thế này thì anh ấy hoàn toàn thể expand một cách hiệu quả, an toàn. Nhưng chúng ta cùng đợi xem liệu có một đợt tấn công nào từ phía Erezun hay không. Theo thấy là rất khó. Ồ, nhưng bây giờ upgrade Burrow sắp hoàn thành 99%. Vâng, Erezun hoàn toàn thể Burrow Infester xuống. Nhưng liệu Viganov đã thấy Infester hay chưa? Anh ấy đã thấy rồi. Nếu mà Infester Burrow được tiến vào được mỏ 3 của Gnaw mà đẻ rất nhiều trứng Infester Terran thì chắc chắn là mỏ 3 sẽ bị nổ ngay lập tức. Nhưng Zergling lần nữa, lần này Zergling đã đi tiên phong tiến vào mỏ 3 của đối phương trước. Lần này thì liệu có không, đã có hai bên linh đây và vâng, bên linh đã tiêu diệt được rất nhiều, có thể nói là hoàn toàn gần ba con Zergling này thôi. Thì hai bên linh nổ rất hiệu quả. Erezun có lẽ là không để ý cho lắm đúng bên linh đấy. Bây giờ thì Gnaw đang tách lại Rosh Warren cho mình. Đang anh ấy đang upgrade speed cho Roach. Từ phía Erezun anh ấy đã hoàn thành một attack. Bây giờ thì Erezun đã burrow Infester của mình và di chuyển sang bay của đối phương. Và có vẻ như là không có gì để đi tách cho nào cả, anh ấy chỉ có không hề có gì cả, không hề có một con Overseer nào cũng như không có một cái Spore Caller nào. Muta đi một đường vòng một lần này có lẽ lại một lần nữa anh ấy sẽ bắt được cái Hatchery đang xây nó dở này. Vâng, rất nhiều trứng Infestera đã được đẻ ra và mỏ 2 chắc chắn này chắc chắn bị phá rồi. Mỏ 2 cũng vậy thưa các bạn. Mỏ 2 thậm chí còn rất nhiều drone đang bị tiêu diệt. Vâng, số lượng drone team tăng đột biến cho Erezun. Số lượng drone của Nau chỉ còn 22 mà thôi. Và hai mỏ của anh ấy có lẽ sẽ bị phá cả main bay và mỏ 2. Và cái Macro Hatch này cũng vậy. Ồ không, nhưng mà trứng Infested Terran đẻ ra không tồn tại được lâu. Thêm rất nhiều Infested Terran và từ phía Nau cũng đang đẻ ra Overseer trong cũng đang đẻ ra Infestor cho mình nhưng không hề có gì để đi tách thôi các bạn. Muta có lẽ sẽ lao vào để chết bay chăng? Muta đang focus vào hai con Infestor ở đây, một con đã bị tiêu diệt, hai con bị tiêu diệt rồi và chắc chắn là Erezu vừa xong không để ý nhưng anh ấy vẫn còn Infestor để Fungus Muta cho mình. Vâng, Muta còn rất ít máu thôi các bạn. Một Fungus nữa. Vâng, một đàn Muta bị tiêu diệt, không, vẫn còn rất rất nhiều. Thêm một pha Fungus nữa thì nếu anh ấy giữ được Muta thì tốt hơn. Vâng, Spawning Pool đã bị phá. Bây giờ thêm một đợt trứng Infestor nữa. Nau đang rất là còn rất ít drone, anh ấy chỉ còn 8 con drone đang lao ra mỏ 4 để khai thác. Cái le nào bị mất là một thiệt hại cực kỳ lớn cho Nau. Nhưng rất may mắn anh ấy đã kịp đem Zergling về defend rồi và bây giờ đã có một Overseer ở đây để dọn dẹp đúng. Vâng, Infestor, 5 con Infestor ở đây chắc chắn sẽ tiêu diệt hết.
Vâng, rất khó chịu. Bây giờ thì Zerling đang tràn vào mỏ 3 không thấy gì. Liệu anh ấy có phát hiện ra mỏ 4 của đối phương đang xây hay không? Combat một lần này sẽ nổ ra với Inspector như thế này thì với cả bên Linh nữa. Có lẽ việc defense sẽ dễ dàng hơn rất nhiều cho Vikenau. Farm của anh ấy đang tụt còn một nửa so với đối phương. Số lượng drone chỉ còn 13. Liệu anh ấy có quay trở lại được với trận đấu này? Người đang bắt đầu xây lại spawning pool cho mình. Erezun có số lượng Infester của anh ấy là 6, còn Infester của Nau là 3. Roach đông hơn hẳn, nhưng Nau có lợi thế về đàn Muta của mình, không gì có thể sờ vào ngoại trừ Infester cả. Nhưng tuy nhiên là dùng Infester để tiêu diệt Muta lại khó khăn hơn rất nhiều so với các unit như là Hydra hay là Corruptor hay vâng số lượng Overlord của Overlord của Erezun đang rất rất buồn cười, đang trụ vào một chỗ và có vẻ như là đang follow một con drone thì phải, quay đi quay lại rất buồn cười. Một pha Fungus nữa, liệu có đủ tiêu diệt đống Muta này hay không? Theo thấy anh ấy nên cho cả Queen ra. Vâng, lần này anh sau khi anh ấy đã để Infestation và ba con Muta nữa bị tiêu diệt, bây giờ chỉ còn 4 Muta cho Nau mà thôi. Hai bên thanh production của hai bên đều đang trống trơn. Ồ không, Nau bây giờ bắt đầu upgrade Burrow cho có lẽ là để dùng Infestor để counter lại đối phương. Có vẻ như là Erezun không phát hiện ra. Ồ không, anh ấy đã biết đối phương có mỏ 4 này rồi. Hoàn toàn thể lao thẳng vào mỏ 4 và phá thôi. Farm hiện tại của Erezun đã hơn tới 100 farm rồi. Có thể nói một pha quyết định của trận đấu này đó chính là cái pha dùng Infestor Burrow vào nhà đối phương và phá.